Hôm trước mình đã học word embedding, tức là mình tạo ra vector đại diện cho từ và mình đưa embedding nguyên một cái sentence bằng hai cách là doc to vector và gì các bạn? Doc to vector và transformer, được chưa? Thì bây giờ cái vấn đề là làm sao thầy bắt đầu thầy muốn trực quan hóa cái dữ liệu, thầy muốn coi cái sự phân bố của nó ở trên cái dữ liệu như thế nào để thầy quyết định thầy chọn cái thuật toán nào thầy chạy cho đó. Như vậy là bây giờ các bạn coi ha, mình sẽ trực quan hóa cái embedding, nhưng mà lại nhắc lại một chút cái khái niệm này. Đây, cái từ embedding. Đây là cái mà mình phải cần phải làm này các bạn, embedding ha. Rồi, như vậy là nhắc lại, embedding là một vector đại diện cho từ hoặc câu. Như vậy là cái việc mà mình trực quan hóa embedding đó các bạn, để mình hiểu được cách mà các từ hay các câu nó liên quan đến nhau như thế nào trong không gian vector. Thì hôm trước các bạn nhớ là thầy tính embedding xong á, thì thầy tính cái similarity, cái độ tương đồng. Thì hôm bữa thầy tính thầy cho các bạn thấy thôi. Bây giờ mình thử nhìn trong không gian vector coi nó gần nhau như thế nào. Được chưa? Bởi vì đôi lúc mình tính cái cosine thật ra chưa chắc gì nó là có ý nghĩa gần đâu, có ý nghĩa giống nhau đâu. Đôi lúc mình phân tích cái dữ liệu mình coi thử trên đây mình sẽ thấy nhiều hơn. Đấy. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ cái dữ liệu embedding của mình á, hôm trước là một cái dữ liệu mà các bạn thấy nó đa chiều các bạn. Nó đa chiều tức là nó rất nhiều chiều, 50 chiều, 100 chiều, chứ nó không phải là một cái mặt phẳng hai chiều như thế này đâu. Do đó là mình không vẽ được giống như hồi nãy giờ mình vẽ tần số đâu. Cái tần số nó chỉ có hai chiều à, chiều ngang là cái trục trục gì đó, rồi chiều dọc là tần số thì dễ coi rồi, dễ vẽ rồi, dễ trực quan rồi, hoặc là dùng vật lao thì dễ làm rồi. Nhưng mà cái vector này làm sao thầy biết được nó phân bố các điểm trong không gian như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ có một cái khái niệm để mình làm gì các bạn? Mình chuyển từ một cái không gian đa chiều trở về cái không gian hai chiều hoặc ba chiều. Bởi vì các bạn chỉ có thể bằng mắt thường của mình á, mình chỉ có thể nhìn trực quan hóa được không gian của hai chiều với ba chiều để mình phân tích thôi. Mình không thể nào trực quan hóa tới thông quan mà hơn ba chiều được. Mặc dù trực quan hóa lên được nhưng mà mình nhìn mình chả hiểu gì. Thấy chưa? Như vậy là ở đây các bạn sẽ có một cái khái niệm. Có một khái niệm thì các bạn có thể lên Google các bạn tra thêm nha. Thì hôm nay thầy chỉ nói về ý tưởng là các bạn có một cái phương pháp gọi là TSNN. SNN chứ, SNN. SNN. Như vậy á, ở đây tại sao cái thuật toán này nó làm gì các bạn? Nó sẽ có cái thuật toán nữa là cái thuật toán về cái thuật toán về về thành tựu thầy quên cái tên của nó, tự nhiên quên cái tên. Nhưng mà cái thuật toán đó nó cũng giống giống cái thuật toán này. Và mục tiêu của cái thuật toán này là gì? Là mình chuyển cái văn bản đa chiều, văn bản đa chiều trở về một cái không gian hai chiều hoặc ba chiều để mình tiến hành mình trực quan hóa. Thấy chưa? Thì tại sao mà làm được chuyện này? Như bạn nói rằng là ở không gian đa chiều mà bây giờ chuyển về hai chiều thì cái dữ liệu nó còn phản ánh được hay không? Cái sự phân bố của nó còn hợp lệ hay không? Thấy chưa? Thì cái điều này các bạn không lo, thì cái thuật toán này nó sẽ giúp mình ba cái chuyện sau đây nè. Chuyện thứ nhất là nó vẫn giữ được nguyên cái bản chất cấu trúc cục bộ của dữ liệu. Tức là cái thuật toán là TSNE này nghe các bạn. Nó sẽ rất hiệu quả trong trường hợp nó giữ lại cấu trúc cục bộ của dữ liệu. Tức là vì sao các bạn? Tức là các cái điểm dữ liệu gần nhau trong không gian đa chiều á, tức là không gian gốc của nó đó, không gian đa chiều, nó vẫn sẽ đảm bảo nguyên vẹn khi mà nó giảm số trục xuống không gian hai chiều hoặc ba chiều. Tức là nhờ cái đặc điểm đó mà mình mới giữ mới 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 có thể trực quan hóa chính xác được. Còn trường hợp mà mình chuyển từ cái không gian đa chiều xuống không gian hai chiều với ba chiều mà nó mất cái tính gọi là gần của các cái dữ liệu á, thì không thể nào trực quan hóa được đâu. Nhưng mà cái này nó đảm bảo được cho mình chuyện đó các bạn. Thứ nhất nha, nhắc lại cái ưu điểm số 1, cái thuật toán này gì các bạn? Nó giữ được cái cấu trúc cục bộ của dữ liệu. Và cái giữ cấu trúc cục bộ có nghĩa là gì? Có nghĩa là các điểm dữ liệu mà nó gần nhau trong không gian đa chiều, tức là không gian gốc của mình đó, thì cái thuật toán này sau khi nó chuyển về cái không gian hai chiều hoặc ba chiều thì nó vẫn đảm bảo cái tính gần đó, tức là cái tính tương đồng đó. Thấy chưa? Nó không làm mất đi cái tính chất đó. Do đó là mình khi chuyển về mình vẽ lên đây mình vẫn có thể phân tích được nguyên gốc giống như trên cái không gian đa chiều vậy. Thấy chưa? Đó là cái thứ nhất mà mình có thể sử dụng đó. Cái thứ hai là cái thuật toán này nó cũng giúp cho mình phân cụm tốt các bạn, phân cụm tức là nó phân phân cụm dữ liệu sau khi nó chuyển về thì nó giúp mình nhận biết nè, hiển thị được các cụm dữ liệu rất rõ ràng. Thì một lát nữa các bạn sẽ thấy là thầy sẽ minh họa cái hôm nay mình làm phân cụm nữa chứ gì. Mình phân cụm thử rồi, bây giờ lát nữa thầy đẩy lên không gian các bạn coi mấy cái điểm nó phân bố như thế nào mà nó lại phân cụm như vậy. Thấy chưa? Rồi, như vậy là đó là một số cái ưu điểm của cái thuật toán này. Và đây là cái mà người ta thường dùng nhất trong thực tế. Tức là người ta vector hóa xong, có đa chiều xong,
sau đó người ta sẽ dùng cái này để chuyển về 2 chiều hoặc hoặc là 3 chiều để người ta bắt đầu trực quan hóa lên để mà mình phân tích cái dữ liệu ha. Rồi bây giờ cái cách làm của nó như sau, thì bây giờ thầy sẽ làm bằng một cái dữ liệu giả trước ha, rồi sau đó thầy sẽ lấy cái embedding mà hôm trước thầy làm thầy gắn vô thử, thấy chưa? Giờ các bạn coi nha. Bây giờ thầy chắc tạo một cái file mới đi ha, không biết bên đây thì nó hơi, tạo file mới đi, mình tạo một cái file 13 vậy đó, test 13 ha. Rồi bây giờ như sau ha, đầu tiên cũng import cái matplotlib, như vậy là import này, import matplotlib.plot plot mình đặt cho nó một cái tên nha. Cái này thầy cố tình thầy gõ lại mấy lần để cho các bạn thấy nhớ mấy cái này nha. Rồi bây giờ thầy sẽ đưa cái tsne vô, như vậy là rom scanlan scikit-learn, rồi manifold, rồi thầy import cái thuật toán tsne, rồi đây này, thấy chưa? Rồi mình import 5 bi luôn các bạn, bởi vì lát nữa mình sẽ sử dụng 5 bi để mình random cái embedding ra. Thầy random thôi chứ thầy chưa dùng dữ liệu, lát nữa thầy sẽ quay lại để tính sau. Như vậy mình sẽ có embedding nè, mình random ra trước embedding, và các bạn hình dung đây là ma trận vector thầy đã nhận được ha. Thì bây giờ thầy random ngẫu nhiên nè, chấm random quên, import 5 bi e 5 bi rồi 5 đi là mình random, gọi ran, thầy ran một cái ma trận mà có cái này mình gọi ran bình thường để các bạn, ran cái số một số gì đó thôi, ran ma trận là 40 dòng, tức là có thể có 40 document, các bạn hình dung như vậy nha, 40 document và mỗi một cái document đó thầy vector hóa thành 100 trục, thấy chưa? Thầy ví dụ như vậy, thầy chạy random ngẫu nhiên thôi, thấy chưa? Rồi bây giờ thầy gán cho nó cái label luôn ha. Bây giờ giả sử mỗi một cái dòng đó đại diện cho một từ, thấy chưa? Như vậy là thầy có mớ label nè, mớ label của thầy là thầy duyệt 40 từ đúng không? 40 dòng là 40 từ, cái này là quật embedding các bạn ha. Rồi bây giờ thầy duyệt 40 dòng, như vậy là thầy for nè, y in range của 40, range của 40 thầy duyệt 40 lần. Rồi như vậy là các bạn sẽ gán vô, đóng gói nó lại, đóng thành một cái danh sách nè, rồi ép nhảy vô, rồi để đây các bạn có word thứ y, thấy chưa? Rồi như vậy các bạn hình dung thầy đang làm gì các bạn, cái vector dòng thứ y là cái vector của cái từ quật y, thấy chưa? Hả? Rồi như vậy là thầy có tương ứng ha, ma trận 40 dòng, mỗi dòng là có cái từ tương là đại diện cho cái từ quật y. Rồi bắt đầu mình làm như thế này, như vậy là lúc này các bạn thấy đây là không gian 100 chiều, 100 chiều thì mình không thể nào mình trực qua mình nhìn, mình trực quan mình nhìn thấy được đâu. Thì bây giờ thầy bắt đầu thầy chuyển nó xuống cái không gian 2 chiều, bằng cái thuật toán hồi nãy. Thì các bạn coi như thế này. Rồi, như vậy là thầy có cái này, thì bây giờ thầy gọi ở trên ha, thì import rồi. Đầu tiên là thầy muốn truyền cái số chiều là n component là 2. Thầy muốn chuyển như 2 chiều, thường muốn trực quan hóa là nên 2 hoặc 3 chiều là cùng. Được chưa? Rồi các bạn chỉ định một cái random state, tức là thầy muốn mỗi lần như vậy nó random là nó lấy giống nhau các bạn, do đó ở đây thầy chỉ định cho nó. Còn nếu mà các bạn không chỉ định cái này á, thì mỗi lần chạy có thể là nó sẽ chuyển khác nhau đó nha, thấy chưa? Do đó là mình cũng chỉ định cái random state còn 42 thường đó bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu giảm số chiều nè, thì các bạn sẽ gọi phương thức là fixed transform, truyền cái embedding vô ha. Như vậy là mình có tsne, mình sẽ gọi phương thức là fixed transform đó. Mình truyền cái embedding của mình vô, embedding như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ được một cái mới, và cái mới này là nó đã rút gọn rồi nha các bạn, rút gọn trong không gian. Bây giờ cái không gian nó còn có 2 chiều thôi, thấy chưa? Mình là reduce embedding, rồi như thế này đó. Rồi như vậy ha, đây là không gian, nhớ không gian đang 100 chiều, rút gọn nó còn 2 chiều thôi. Và bắt đầu thầy vẽ cái này lên trên cái biểu đồ để thầy coi cái sự phân bố các từ của thầy, thấy chưa? Phân bố các từ như vậy là các bạn coi thế này, như vậy là thầy có blot tạo figure, tạo hình ảnh figure, thầy cho figure size thì kích thước nó của nó khoảng 10 ha, 6. Rồi sau đó thầy sẽ dùng như thầy nói, thì thường mấy cái này người ta sẽ dùng cái lược đồ tán xạ để người ta vẽ các bạn. À, như vậy là thầy cũng sẽ dùng cái lược đồ tán xạ để thầy vẽ, thấy chưa?
Như vậy là thầy dùng plot, thầy dùng scatter, scatter. Được chưa? Rồi như vậy là đầu tiên thầy sẽ truyền cái embedding vô. Thì các bạn coi cách truyền của thầy nha. Cái embedding này do nó còn có hai trục thôi các bạn. Do đó là cái embedding như thế này. Các bạn nhớ cái cú pháp này không? Reduce nè, reduce từng cái giá trị cái trục thứ nhất. Cú pháp này là thầy đang làm gì các bạn? Thầy đây mở ngoặc ra ha, dòng phẩy. Cái này là hai chấm chứ, phẩy không. Các bạn nhớ là ở đây là thầy lấy hết tất cả các phần tử trên cái dòng thứ không. Cái này là cái chỉ số là mình lấy cột đó các bạn. Tức là mình lấy hết tất cả các phần tử của cột không á. Nhớ cú pháp này không? Phần tử cột không ha. Rồi, tức là truyền một một cái trục, một trục của nó. Rồi trục thứ hai là mình lấy của cái trục một, bởi vì nó chỉ còn có hai chiều thôi. Như vậy là thầy làm vậy, thầy truyền cái danh sách đó vô nè. Danh sách cái giá trị tương ứng nè, reduce. Rồi, cái một thằng x, một thằng y ha. Cái thằng y thì thầy lấy của các cái phần tử ở trên cái dòng, tất cả các phần tử trên dòng của cột thứ một. Đó. Các bạn hình dung là nó đại khái như thế này ha. Sau khi chuyển hai chiều thì nó như vậy nè. 1 2 3 4 vậy đó. Được chưa? Này là 5 6 7 vậy đó. Thì nó sẽ ra như vậy nè các bạn. Đây là mỗi vector nè. Các bạn hình dung như vậy ha. Đó. Thì thầy đang sử dụng cái lệnh này có nghĩa là gì các bạn? Thầy đang lấy một dải các phần tử này thầy bỏ vô cho cái thứ nhất. Được chưa? Tức là cái cột không á, thầy lấy hết các phần tử của các dòng. Cái này bữa thầy nói cú pháp này rồi. Còn cái này là gì các bạn? Thầy lấy hết dải các phần tử của cột số 1 là thầy lấy hết cái mớ này. Được chưa? Để thầy bỏ vô cho một trục nữa. Để cho nó tương ứng nó vẽ các bạn, giống như mình vẽ cho XY vậy đó. Rồi, như vậy là bây giờ ha, thầy có cái dữ liệu thầy vẽ rồi. Thì bắt đầu tương tự như vậy thì thầy sẽ gán cái nhãn vô cho từng cái điểm dữ liệu trên scatter. Thầy gán cái nhãn vô. Thì hồi nãy thầy có cái label nè. Thì thật ra bây giờ nó xong rồi đó các bạn. Các bạn show ra được rồi. Nhưng mà show ra thì mình sẽ không biết cái từ cái điểm nào là từ nào thì nó hơi khó theo dõi. Thì bây giờ thầy bắt đầu thầy gán nhãn từng điểm coi nó sẽ ứng với cái từ nào trong đây nha. Thì gán lên cái bản đồ. Thì các bạn dùng cái vòng lặp như này. For y label các bạn duyệt cho thầy bằng cái enumerate. Cái này hôm trước thầy có demo cho các bạn buổi đầu về cái phương thức này rồi. Thấy chưa? Cái enumerate là sao các bạn? Enumerate là mình duyệt vào một cái danh sách và mỗi lần như vậy nó trả về cho mình cái chỉ số và cái giá trị của phần tử. Thấy chưa? Thì thường khi mà các bạn muốn lấy chỉ số, muốn lấy giá trị luôn á thì mình sẽ sử dụng phương thức enumerate để mình bọc cái danh sách đó lại. Ha. Rồi các bạn sẽ gắn vào cái nhãn bằng một cái phương thức của cái bylots là cái annotate. Thấy chưa? Annotate. Như vậy là như thế này. Bylots annotate. Rồi, thầy sẽ gắn cái nhãn label là cái nhãn mà thầy tìm thấy ở đây nè. Thấy chưa? Cho cái từ thì trong cái best embedding là cho cái từ thứ y trong cái reduce embedding á, thì các bạn lấy như này là lấy cái điểm, cái này là tọa độ nè các bạn. Tọa độ nè, thì các bạn hình dung á thì cái tọa độ này thầy lấy nè, từ đây nè ha, hoành đại khái như vậy ha, thầy nói hoành đây. Như vậy là chỗ này thầy lấy cái điểm thứ y. Thấy chưa? Tung nè, đó, tung là cái này. Thấy chưa? Phải ngay. Thầy lấy điểm thứ y. À, tức là cái điểm ở hoành độ là cái này, tung độ là cái này, thầy gán cái nhãn là cái này. Các bạn hình dung là vậy. Thì còn ở đây là thầy quét hết các bạn. Ở đây thầy chỉ chính xác là cái dòng thứ mấy. Được chưa? Đó, thì chữ y thầy đang chạy. Rồi như vậy là thầy gán nhãn xong. Đó. Rồi như vậy là bây giờ thầy bắt đầu vẽ show ra coi thôi các bạn. Giờ coi show ra coi sự phân bố nè. Như vậy là pilot title ha. Ví dụ như thầy nói đây là cái embedding đi ha. Thầy trực quan hóa embedding. Embedding. Cái này là visualization. Rồi, trực quan hóa cái này. Rồi, thầy show ra. Giờ các bạn coi thử kết quả nha. Rồi, bây giờ coi thử cái sự phân bố của nó đây. Đây các bạn thấy sự phân bố không? Cái này là cái ma trận ngẫu nhiên đó nha các bạn. Thì các bạn thấy nè, ví dụ thầy nhìn vô cái lượt đồ này á, thì thầy có thể đoán được những cái từ này nè các bạn. Đoán phần nào ha, đây là một cụm. Cái cụm này có vẻ như có liên quan gì đó với nhau. Thì các bạn nhớ hôm bữa sau khi mà thầy tính cái quật tử vector á, thầy tính độ tương đồng các từ, rồi thầy có cho các bạn một cái phương thức là gì? Cái most similarity á, thì là nó lấy những cái từ nào mà nó gần trong không gian vector như thế này. Thì thường các bạn hình dung á, trong cái không gian vector mà nó gần gần nhau như thế này nè, thì thường là những cái từ đó, cái cách thức mà sử dụng nó trong văn bản là nó tương đồng với nhau. Nó không nhất thiết là phải hoàn toàn nghĩa đâu nha các bạn, nó cái chỗ đó là sử dụng tương đồng. Ví dụ như các bạn thấy là thường trong tiếng Anh các bạn học là các bạn nói là
trước danh từ thì thường là tính từ đi chẳng hạn. Thì ví dụ như thầy phát hiện hai cái tính từ đó nó có nghĩa gần gần với nhau và thầy không biết nghĩa nó, nhưng mà thầy sẽ dựa trên không gian vector để thầy đoán được là hai cái thằng này thường nó đi cặp với mấy cái từ kia, thì có vẻ như hai cái từ đó nó sẽ gần gần cái ý, cái tương đồng với nhau, tức là có khả năng nó gần nghĩa với nhau. Đấy chưa? Tức là thầy không có cần phải biết từ điển các bạn. Các bạn hình dung trước đây á, là người ta muốn xác định cái từ đồng nghĩa là người ta phải có cái từ điển, đúng chưa? Người ta tra vô cái từ điển đó. Nhưng mà với cái này là mình không có dùng cái từ điển, mà mình nhờ vào cái tần suất, cái không gian vector mình đoán coi hai cái từ này có khả năng sử dụng giống nhau hay không. Mình đưa vô đây, thấy chưa? Rồi mình load cái file này lên. Thì hôm bữa thầy còn lưu cái mô đồ vector vector này. Như vậy là thầy có cái mô đồ, thì thầy sẽ có là vector vector.plot. Như vậy là thầy đưa cái file vô là my vector vector chấm mô đồ. Rồi up work to web mô đồ. Đây là ma trận nè. À lấy cái này từ vocabulary là chắc cái này rồi. Lấy cái này ra thử nha. Nó có từ vựng các bạn, bởi vì nó phải lưu từ vựng thì nó mới làm cái này được. Rồi ta bỏ cái này luôn đi, bởi vì làm cái này nó cũng mất thời gian. Do đó là mình gán từ mấy thuộc tính này ra. Work to vet ha. À nhưng mà nằm trong đây nè các bạn. Đấy, vận của nó này. Chạy thử nha. Cái này mình in cái disk ra. Vector là danh sách vector là vật embedding. Như vậy là một lát nữa mình sẽ lấy cái này, mình bỏ vô đây nè. Cái này là mình lấy cái vật to vector à. Rồi bây giờ các từ tương ứng đây các bạn, đây nó có cái từ này thấy không à, như vậy đây danh sách từ này rõ ràng, đây nó phải là cái danh sách này. Đấy, như vậy là mình có vocabulary nha. Như vậy là mình chấm lấy cái này ra, in từ vựng ra nè. Rồi sau đó mình in cái danh sách vector ra luôn để coi nó đúng chưa. Rồi sau đó mình quăng vô cái là xong, là nó biểu diễn được cái này trên cái ma trận cho mình thấy, trên cái hình cho mình thấy. Print ra luôn. Rồi đây là từ vựng à, chấm vector, chấm vector. Rồi như vậy đó, có xong rồi đó ha. Như vậy là thầy có các từ vựng tương ứng đó các bạn, ngôn ngữ này, ngôn ngữ là cái vector này nè, rồi lập trình là cái vector này nè, vân vân. Như vậy là bây giờ thầy bung cái này ra, này chưa, thầy thế cái dữ liệu mà thầy embedding trên dữ liệu thật của mình hôm trước. Như vậy là chỗ này thầy thay bằng cái vector embedding của thầy đây, thầy vô đây, rồi đóng cái này lại. Rồi cái này là model thầy sẽ nạp từ đây ha. Rồi cái mớ label của thầy thì bây giờ nó chính là cái mớ mà từ vựng của thầy. À, nó đặt tên hơi khó nhận ra một chút. À, nhưng mà phải in ra một chút. Đây. Rồi như vậy thầy đóng nó lại. Rồi bây giờ mình coi thử coi với cái dữ liệu mà hôm trước mình đã vector hóa, tức là cái mớ này nè các bạn, thầy vector hóa này nè và thầy đã lưu lại, thì bây giờ mình đưa lên cái không gian mình trực quan hóa coi nó phân bố các từ như thế nào nhé. Rồi, như thế này. Đây các bạn lại gặp cái lỗi này nữa. Replexity là nó nói là không được ít hơn cái số sample. Cái số sample của mình có 4 thôi. Ủa hình như là cái này số sample much less than, ít hơn các bạn. Như vậy là chắc thầy cho nó là 2. À, mai mốt các bạn gặp cái lỗi này thì các bạn hạ xuống. Mặc định của nó hình như là 5. Và nhớ có một số nào đó nó có mặc định. Thì các bạn để vô đây mình cho khoảng 2 thôi ha. Rồi đây các bạn thấy nó phân bố từ này các không? Như vậy là các bạn thấy nè, cái từ, cái nhóm, cái từ thế giới, từ sống, từ thích, từ mạnh mẽ nó gần nhau các bạn. Tức là khi mà mình dùng cái vector vector với 4 câu của thầy nha, khi nó biểu diễn vào không gian vector thì 4 cái từ này có vẻ nó gần nhau. Tức là có vẻ như là trong 4 cái câu của thầy á, là 4 cái từ này có cái mức, cái cách sử dụng nó gần tương tự nhau.